What are you doing? What are you doing? You speak English? I see you are very hardworking, but your pronunciation is not good. Yeah. Okay. You see? Chị nói tiếng Việt chị. Oh, sorry. Yeah. Chị nói tiếng tiếng Việt ha. Chị thấy cái phần phát âm của em nó như nó không có được hay hay sao á? Cảm thấy nó không có được tốt lắm. Chị. Chị có biết không? Chị cho em đi. Chị biết. Ờ, tại. Mà. Tại vì em học cũng chưa có làm được tiếng Anh á. Với lại cũng bị mất gốc rồi á. Mất gốc hoàn toàn luôn. Không biết gì luôn. À, vậy bạn đang học cái này là của trên trường mình hả? Dạ. Ok. Vậy thì em muốn được trau dồi thêm tiếng Anh á, thì không biết là chị có biết chỗ nào hay là đến hướng dẫn cho em không ạ? Thì bây giờ thì trung tâm tiếng Anh thì nhiều lắm. Bạn có thể tham khảo trên website hoặc là trên mấy cái thông tin, mấy cái trang mạng thì các bạn có biết rồi, nhưng mà vấn đề là bạn tính là học trực tiếp với giáo viên hay là bạn không có đủ thời gian để bạn có thể học ở nhà hay là gì đó, cái vấn đề thì nhu cầu của bạn thì em đi học với lại đi làm nữa cho nên không có thời gian để học nhiều. Bây giờ em muốn học online á, thì không biết là chị có biết chỗ học online mà thì thôi tính. Tại vì đang làm việc mà thấy bé hỏi gì đang nói nó như vậy, cái thôi giờ sẵn nói luôn. Tại vì cô á, tại vì xưng cô quen rồi nha. Cô là giáo viên tiếng Anh thì hiện tại là cô cũng đang có một cái khóa dạy tiếng Anh online đó, nó rất là phù hợp với cái người mà vừa ý là mất hoàn toàn căn bản luôn á, mà không có thời gian, tức là nó vừa tiết kiệm được kinh phí nhưng mà bạn vẫn có thể linh động thời gian để học và bạn xem kinh lại được nhiều lần. Thì trong cái khóa học online đó thì em sẽ được cái gì? Thì đầu tiên thì bạn mất hết tất cả rồi, thì đầu tiên bạn sao phát âm trước. Bạn sẽ được cái phần đầu tiên là phát âm, tức là bạn lấy thì tất cả những cái phần phát âm này, âm đuôi này, âm vần này, biến âm, nối chữ, tất cả mọi thứ luôn, và đặc biệt là giọng Mỹ thì các bạn đọc nó sẽ hay đó. Thì sau đó các bạn từ cái phần mà các bạn học phát âm rồi thì bạn sẽ có một cái phần gọi là cái phần từ vựng. Bạn học từ vựng giống như thế, từng chủ đề như vậy đó, và sau đó bạn dùng từ vựng đó bạn ráp câu lại. Ok, và cuối cùng là bạn sẽ được chỉ một cái tình huống, là đặt mình vào tình huống để nói những cái câu đó. Và sau cái khóa học đó thì bên cái chương trình của bên cô thì nó còn có thêm một cái là chỉ cho bạn cách đi xin việc và cách thuyết trình nữa. Thì đó là những cái mà bạn sẽ học được từ bên cô. Và cô nghĩ là sau khoảng chừng 20 clip mà bạn học với bên cô ấy, thì bạn hoàn toàn lấy lại căn bản luôn. Giờ thì em muốn đăng ký đi học thì em sẽ làm như thế nào hả cô? Đăng ký đi học thì bạn có thể lên trên trang web của unica.vn, sau đó bạn đăng ký học. Thì bên đó cô cũng không biết là cái mức học phí, là cô nghĩ là chắc là thấp chứ không có cao đâu. Và bạn lo không phải lo vấn đề đó, nhưng mà được có cái là bên mình sẽ cho một tài khoản và bạn có thể đăng nhập và bạn học nhiều lần bạn muốn. Vậy hả cô? Vậy thì em sẽ đăng ký cái khóa học của cô ngay bây giờ. Vậy còn các bạn thì sao? Hãy đăng ký khóa học Anh văn giao tiếp cho người hoàn toàn mất gốc.